Rồi, xin chào các em. Thì có một số em yêu cầu để làm sao chúng ta viết công thức lay viết cho nó nhanh nhất. Thì hôm nay thầy giới thiệu cho các em một số cách để chúng ta viết nhanh nhất. Ví dụ như là cái phân tử nước, thì chúng ta viết lay viết làm sao cho nhanh nhất. Các em biết rằng cái H này nè, nó có cấu hình là một một một, như vậy thì em suy ra cái orbital còn trống nó có một thôi nhé, một cái electron này. Còn đối với oxygen thì chúng ta có là một hai H hai, hai B 24, như vậy số electron nó lúc ngoài cùng electron hóa trị là xéo. Đó, như vậy các em thấy là 2B4 này á, thì nó sẽ có 1, 2, 3, 4 electron. Như vậy sẽ còn 2 electron độc thân. Thì 2 electron độc thân này nó có xu hướng tham gia vào cái liên kết. Như vậy phân tử nước, thì đối với phân tử nước này á, thì chúng ta quy tắc là chúng ta viết những cái nguyên tố nào mà có quá trị chúng ta viết bên ngoài, tại vì chỉ có một mình nó thôi, cái H này nè, như vậy có một cái electron hóa trị thôi. Như vậy nó chúng ta sẽ kết hợp với là hai cái oxygen, tại vì nó có hai electron độc thân. Như vậy là chúng ta sẽ cho vào đây, đó là cái hai cái H, có nghĩa là hai cái electron này nó sẽ liên kết với hai cái H, hai cái electron độc thân của oxygen này. Rồi, như vậy ở đây các em thấy mỗi đầu bút như vậy là oxygen nó bỏ ra là hai rồi. Như vậy nó sẽ còn lại là bỏ ra hai electron, còn lại là 4 electron. Như vậy chúng ta sẽ còn lại là một đôi, một cặp electron này chưa tham gia liên kết. Ở đây chính là cái công thức lay viết của nước. Ở đây là cái trường hợp 1 ha. Còn đối với trường hợp 2, trường hợp 2 thế nào? Ví dụ như CH2, CH2 á, thì em biết rằng một điều á, là cái tháp bành này á, có cấu hình là 1, 2, H2, 2B, 2B2, có dách bằng 6. Như vậy em suy ra cái orbital ở lớp ngoài cùng này nè, các em thấy có B2 là có 2 electron thôi. Như vậy nó sẽ còn trống 1 nè, 2, nói chung đây là 2, 3, 4, 4 electron. Nó còn có thể điền đầy vào cái lớp 22 này. Cho nên là các em thấy là đây chúng ta có 4 electron tham gia liên kết. S lưu huỳnh thì sao? Thì đối với lưu huỳnh, nó cấu hình của lưu huỳnh là 1, 2, H2, B6, 3, H2, 3B, 16, thì chỗ này là 34. Như vậy tương tự như cái oxygen bên trên, thì cái orbital ở lớp ngoài cùng nó thế này. Các em thấy là 1, 2, 3, 4 electron thôi. Đấy. Như vậy 4 electron này nó còn 2 electron độc thân. Ở 2 electron độc thân như vậy nó sẽ kết hợp cái lưu huỳnh như thế nào? Là chúng ta vẽ công thức Lewis ra. Chắc chắn là nguyên tố tháp bành này nó sẽ nằm giữa rồi, bởi vì đây em thấy nó sẽ nhận đủ tới là 4 electron lần. Như vậy chúng ta sẽ vẽ cái bộ khung ra. Cái CC này, cái này là các em điền hai bên hai xung quanh là S. Như vậy S này em thấy nó có 2 electron. Như vậy nó sẽ điền đầy. Còn đối với tháp bành này nó chưa đủ, nó còn là 2 electron. Như vậy để đạt cái octet đó, thì các em thấy là mỗi lưu huỳnh như thế này nó sẽ nhận 2 electron vào và nó tiếp tục chứ khách bành bên này nó là 2 electron nữa. Như vậy chúng ta sẽ vẽ công thức ở đây, chúng em đem hai liên kết vào để đặt octet, bên này cũng vậy luôn. Như vậy là xung quanh cái khách bành này nó là quá trị 4, nó đảm bảo cái quá trị và đặt octet. Sau khi đặt octet rồi
Thì em thấy là cái khách vành nó đã đủ cái đủ số electron là 4 rồi. Đó, 1, 2, mỗi cái đầu mút thế này thì chúng ta xem 1, 2, 3, 4. À, còn lại lưu huỳnh thì sao? Lưu huỳnh thì em thấy lúc ngoài cùng đó là xéo. Xéo như vậy á, là 3, 2, 3, 4. Xéo như vậy em thấy nó là 1, 2 rồi. Thì nó sẽ còn lại 4 electron. 4 electron này thì chúng ta sẽ viết là cái electron quá trị riêng này là chúng ta viết bên ngoài. Nó ra lại công thức Lewis. Tương tự cho lưu huỳnh bên này cũng vậy. Các em điền tổng cộng là 6 electron nước ngoài. Nó sẽ ra công thức Lewis. Rồi, tương tự cho còn lại chúng ta có cái phân tử CH4. Có 3 phân tử CH4. Như vậy các em biết cái H này cũng rồi rồi. Chúng ta thấy nó sẽ có một cái orbital và một electron độc thân. Đối với khách bành giống như trên thì các em thấy nó sẽ có là 4 electron có khả năng tham gia liên kết. Thì để em chia ra cái công thức của CH4 là đây. Đó. Như vậy là 4 electron. Thì còn lại thay thế bởi 4H. Như vậy trong quá trị của H là hết rồi. Khách bành ở đây em thấy là lớp ngoài cùng với khách bành cũng là 4 thì nó dùng hết luôn. Đó, cho nên là em thấy là cái khách bành này nó không còn cái electron hóa trị nữa. Đây cũng chính là cái công thức Lewis luôn. Rồi chúng ta qua viết cái công thức Lewis của H2SO4, HClO3, H3PO4 và HClO4. Các em lưu ý như sao? Thì đối với cái nguyên tử H á, thì bên nãy chúng ta đã nói bên trên rồi. Cái H này á, thì nó nằm bên ngoài, thì nó có cấu hình là MH1 thôi. Như vậy nó sẽ có một cái orbital có một electron. À, còn đối với oxy á, oxy dành á, thì giống như bên nãy là MH2, H2, 2B, 2B4. Em thấy cấu hình electron ở lớp ngoài cùng của nó là cái phân lớp ngoài cùng là 2B4. Đó. Như vậy chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4 electron. Đó. Như vậy nó còn 2 electron độc thân. Như vậy xu hướng tối đa liên kết của oxy dạch á, mà đối với nguyên tử bình thường á, thì chúng ta thấy nó sẽ dùng 2 electron thôi, chứ không chưa dùng đến 6 electron. Rồi đối với lưu huỳnh thì chúng ta thấy đây, đó là MH2, H2, 2B, đổi là 2B, 2B6, 3, 2 và 3B, 34, giống như trên. Ở đây chúng ta sẽ có cái orbital là đây, 1, 2, 3, 4. Như vậy nó cũng có 2 electron độc thân. Như ở đây em thấy khi mà đã tham gia liên kết thì nguyên tử cũng nguyên tố có độ âm điện thấp, thấp hơn so với oxygen, và nó có electron hóa trị nó là hình như là nhiều nhất ở lớp thứ 3, cho nên nó sẽ làm nguyên tử trung tâm. Như vậy chúng ta vẽ cái bộ khung ra S này nè và S. Còn đối với cái oxy á, thì cái oxy này á, thì nó đi cùng với cái H. O sẽ đi cùng với H. Các em lưu ý như vậy. Rồi, lưu huỳnh nó tới 6 electron hóa trị lận. Ở đây chúng ta có mới có 2 rồi. Như vậy các em cho luôn cái thằng oxy để cho nó bảo hòa luôn là 2 nữa là 4. Nhớ các em nhớ mấy cái đồng mút này là 4 nha. 4. Như vậy còn lại cái oxy dành còn lại các em cũng cho hết luôn. 4.
Như vậy đối với lưu huỳnh em nếm 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái đầu múc thì có nghĩa là 6 electron hóa trị nó đã dùng hết. Còn oxy dành này chúng ta thấy nó sẽ hoàn toàn, nó đã thỏa mãn octet rồi. Nói chung là đạt octet. Như vậy sau khi mà vẽ cái bộ khung mà nó đảm bảo yêu cầu về hóa trị ra, sau đó chúng ta đếm lại số electron còn riêng. Ở đây em thấy cái oxy dành ở bên này hai bên thì nó sẽ còn một cái 6 thì dùng 2 rồi còn 4 electron riêng thế này. Đó. Tương tự cho bên này cũng vậy. Đối với phân tử oxy dành nó còn 4 electron riêng. Còn nói oxy dành bên này 1 2 rồi thì nó cũng còn 4 electron riêng luôn. Đó. Thì đây chính là công thức liquid của phân tử H2O4. Còn đối với HClO3 thì sao? Thì các em quan sát. Ở đây chúng ta còn có clo nữa, thêm clo. Thì clo nó có cấu hình là MO2H2 2B6, 3H2 và 3B5. Như vậy em thấy nè, số electron mà dùng riêng nếu mà nằm bên ngoài á, thì em thấy thằng này B5 thì số electron chưa tham gia liên kết của nó là chỉ có 1 thôi. Đó, nhưng mà đây là phân tử HClO3 cho nên độ âm điện lúc này là chúng ta thấy số hóa trị của clo là cao nhất, cho nên chúng ta đặt clo là nguyên tố trung tâm. Và đối với trường hợp có H thì các em nhớ là nó chúng ta đi liền với oxy, thì nó chính là axit ha. Và đối với oxy bên clo này thì chúng ta điền cho đúng hóa trị của nó. Đó, chúng ta điền oxy dành thì tối đa của nó sẽ liên kết hay nó bỏ ra hai trong hóa trị này để nó tham gia liên kết. Như vậy chúng ta đếm là ha, 1 2 3 4 5. Như vậy đối với chlorine này nó đã dùng hết 5 cái electron xung quanh nó rồi. Như vậy nó sẽ còn lại một cái electron riêng. Đó, tại vì đây là cái lớp ngoài cùng nó tới là 7 electron. Rồi sau đó các em điền có oxy đã dùng 2 thì còn lại là 4, dùng 2 còn lại 4. Bên đây dùng 2 thì còn là 4. Thì đây chính là cái công thức liquid của HClO3. Các em thông cảm thì ở đây viết bằng bút máy cho nên nó không thấy cái dấu chỉ tay, nếu không chúng ta viết nó rõ ràng hơn. Hãy tìm cách để chúng ta làm sao cho các em rõ ràng nhất. Thì tương tự cho phân tử H3PO4 cũng vậy, em nói cái phốt pho này có dích bằng 15. Như vậy cấu hình là MO2 2H2 2B6 3H2 3B3. Đó, lớp ngoài cùng B3 này nó có tổng cộng là 3 electron. Như vậy nó sẽ còn 3 electron chưa có khả năng chưa tham gia liên kết. Cho nên nó có thể nhận thêm 3 electron này. Đó. Như vậy chúng ta cũng vẽ cái bộ khung ra. Đối với phốt pho chúng ta đặt là nguyên tố trung tâm. Vẽ trong hóa trị của nó là chúng ta thấy nó cho nhận nhiều nhất ha. Rồi. Ở đây cái phân tử axit cho nên em nhớ lúc nào cũng là HO chúng ta viết trước. Đây cũng vậy. O H. Đây cũng vậy là H O B. Thì còn lại bên xung quanh này đó 3 electron của HO rồi, thì còn lại chúng ta dùng hết cho oxy. Đến đây có hai cách viết, em có thể em viết em cho nhận chỗ này cũng được, hoặc là dùng hết oxy cũng được. Để chúng ta viết theo chương trình cơ bản, chương trình nâng cao thì nó sẽ viết hai
hai cách viết thì chúng ta có thể viết cách nào cũng được. Và đến đây chúng ta điền cái gì em? Điền cái electron riêng lên. Đó. Phosphor đã 5 electron lúc ngoài cùng để dùng hết rồi, chúng ta không có điền lên đây nữa. Còn nói với oxy dành gì cũng vậy. Để chúng ta điền electron riêng lên. Xin lỗi chỗ này nó hơi ngắn xíu nha. Đó, chúng ta điền electron riêng lên. Đó. Để đổi cái bút mực. Hay là gặp electron hóa trị riêng của oxy dành. Thì đây chính là cái ly huyết của H3PO4. Rồi tương tự thì em muốn xác định nhanh cái đây, chúng ta xác định nhanh cái HClO4. Giống như trên các em vẽ luôn cái orbital, orbital ra. Đó, là CL thì chúng ta nằm giữa HClO4. Đó. Ở đây là cái O chắc chắn là HO rồi. Nha. O4 thì chúng ta đây có oxy. Đó là 2, chúng ta điền cho nó đầy đi rồi tính tiếp. Như vậy đối với oxy dành này em thấy là chlorine là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy cái này là đủ luôn. Đủ ghe nó trong quá trị của chlorine luôn. Chúng ta sẽ không điền nữa. Như vậy trong quá trị riêng của oxy dành chúng ta điền lên. Đây cũng vậy. Oxy dành chúng ta điền lên. Đây cũng vậy. Chúng ta điền lên. À, thì đây chính là cái công thức liquid của HClO4. Rồi. Xin chào các em nha, chúng ta dừng lại đây.